chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, thì hôm nay em tiếp tục lên giao lưu với cả nhà chín cây cúc bốn lông nha cả nhà. Thì như mọi người đã biết, cây cúc bốn lông của nó hoa rất là to ha. Cánh hoa của nó thì tầm khoảng 20 mấy đến 30 mấy cánh. Và đặc biệt là cái lô cúc tư lông này của em về chúng ta lấy bo liền được nha cả nhà. Một cây lấy cũng tầm khoảng vài chục bo luôn cả nhà. Đây, hàng này là em cũng đã cắt đô mà bây giờ nó ra cành nhánh rất là xum xuê luôn nè cả nhà nhìn thấy ha. Cái bo rất là mập, cái này giờ chúng ta lấy bo liền được luôn ha. Thì cây mã số 1 này ghép được 2 mắt bo cả nhà. Cái hoành của nó là 13, cao là 40 nha. Ghép 2 mắt bo. Rồi em sẽ quay tổng thể cái cây này cho chúng ta xem nha. Cây cành nhánh nó xum xuê lắm rồi cả nhà. Thì hôm nay em giao lưu với giá cũng rất là hữu nghị nha. Cây mã số 1 này em bán với giá là 450.000, em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn. Và bên vườn mai chất chè bông là đảm bảo uy tín về chất lượng giống nha cả nhà. Em bao giống và đặc biệt là khi nhận hàng thì em cho kiểm tra hàng và thanh toán ngay nhân viên bưu điện giúp em nha. Cây mã số 1 này giá là 450.000, em sẽ bao ship nha. Về lấy bo rất là nhiều cả nhà. Rồi tiếp tục là cây mã số 2. Rồi cây số 2 thì cái tàn tròn do luôn cả nhà. Loại này về lấy bo xong rồi chúng ta chơi Tết được luôn nha. Đó cây à, này em đang bấm ngọn đây. Bấm ngọn thì nó đang nhảy nhánh ra đó. Rồi đây, cả nhà nhìn thấy ha. Cây này tròn vành luôn và bộ đế nơm rất là đẹp nha. Đó, đường đế nơm rất là đẹp. Thì cây này nó có cái hoành là 14, cao là 45, ghép được tới 3 mắc bao luôn cả nhà. Đó, cây này nó tròn do luôn ha. Cây này em bán với giá là 550 nha. Em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn. Cây cúc tư lông mã số 2 nha. Giá 550 bao ship luôn. Tiếp tục là cây mã số 3. Đó, cây này nó cũng tròn dình luôn cả nhà. Đó, bộ đế này cũng rất là đẹp nè. Đó, bộ đế nhìn lạ lắm nha. Rồi, ghép được 2 mắc bo nha. Rồi, cả nhà nhìn thấy cái nó đang chuẩn bị cái nụ nè. Nụ nó ú nu luôn á, bông nó to lắm. Và chuẩn bị ra thêm một cành nữa đây. Rồi, em sẽ quay tổng thể cây mã số 3 nha. Rồi, từ từ thôi nha. Cây số 3, rồi, cây số 3 này em bán với giá là 450.000 nha. Em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn cả nhà. Đó, đây là cúc tư lông mã số 3. Gốc rất là đẹp, cành nhánh thì cũng xum xuê, bo rất là nhiều luôn. Giá 450 bao ship ha. Rồi tiếp tục là cây mã số 4. Đó, cây này cành nhánh cái cốt này cả nhà nhìn cái mắt dép nè. Này về chúng ta lấy bo rồi chơi Tết ok luôn cả nhà. Rồi cây này là một cây đế nơm rất là đẹp nha. Đó, đây. Cây đế nơm rất là đẹp, cây này ghép được 2 mắt bo nha. Rồi cây này nó có hoành là 11, cao là 40. Rồi cây mã số này là mã số 4. Giá là 500.000, em sẽ bao phí vận chuyển luôn nha cả nhà. Đó, cành nhánh rất là nhiều, xum xê luôn. Bò lấy rất là nhiều luôn nha. 500.000 em bao ship nha. Tiếp tục là cây mã số 5. Rồi cây mã số 5 rất là đẹp luôn cả nhà. Đó, cái này Tết mà chúng ta chơi Tết thì thật sự rất là ok luôn ha. Bìu hoa nè, hoa tư lông thì rất là to. Và bộ đế này cũng rất là đẹp nè cả nhà. Bộ đế nơm nha. Bộ đế nơm. Cây này ghép thì được 3 mắt bo ghép luôn. Thì cành nhánh em đã đôn là một lần rồi, nó ra rất là tròn do luôn nè. Rồi em quay tổng thể từ từ cho chúng ta xem nha. Rồi từ từ thôi. Cây này em bán với giá là 590.000, em bao ship nha. Cây này là cây mã số 5, giá 590, bao phí vận chuyển tới nhà luôn. Khi nhận cây thì chúng ta có quyền kiểm tra cây rồi thanh toán cho nhân viên bưu điện nha cả nhà. Rồi từ từ thôi nha. Từ từ cây số 5, giá 590, bao ship, cây tròn dình luôn cả nhà nhìn thấy nè. Rồi ai thích cái loại cúc tư lông lấy bo chơi Tết thì hãy liên hệ em nha. Tiếp tục là cây mã số 6. Số 6 là một cây hình thú nha cả nhà. Đó, một cây bộ rễ hình thú nha. Cây này nó có cái hoành là 15, cao là 40 và ghép được 3 mắt bo ghép nha cả nhà. Đó, cành nhánh cây này rất là ok luôn ha. Rồi cây này em bán với giá là 600.000 nha. Em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn. 600 bao ship nha. Rồi đây, đó. Rất là đẹp nha cả nhà. Tròn do ha, em đã vô dây uống hết trơn rồi cả nhà. 600.000 em bao ship nha. Rồi, tiếp tục là cây mã số 7. Wow, cây này cái cành cốt của nó rất là đẹp luôn nè. Cả nhà thấy em vô dây luôn ha. Đọt thì xum xê ra coi nè. Đó. Rồi, cây này có bộ đế cũng rất là đẹp nha. Đế nơm cả nhà, ghép được 2 mắt bơ ghép luôn. Rồi, em sẽ quay tổng thể nha. Rồi cây mã số này là cây mã số mấy số 7. Cây mã số 7 này em bán với giá là 580.000 nha cả nhà. 580.000 sẽ bao phí vận chuyển luôn nha. Đó, đây là giống cúc tư lông chúng ta vừa lấy bo vừa chơi Tết ha. Rồi tiếp tục là cây mã số 8.
Cây số 8 cực kỳ lực nha. Lực lùng lực mà đế đẹp mà tán tròn nữa cả nhà. Đây. À, rất là đẹp. Ba ghép ba mắt bo, cành nhánh thì tròn vo luôn cả nhà ơi. Hàng này do tụi em đơn chuẩn bị ra cơ đợt mới nè. Rồi. Cây mã số 8 này thì em bán với giá là 650.000 nha. 650.000 em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn. Đó, đây hoành 15 cao 39 nha. Từ từ chậm thôi. Rồi. Tiếp tục là cây mã số 9. Em củ lực, cây cuối cùng củ rất là lực nha. Cây này nó có hoành là 15, cao là 50 hơn cả nhà. Cả nhà nhìn cái nhà nhánh nè, lấy cây này khoảng tầm 50 bo trở lên. Đó, đây, em sẽ quay từ từ cho chúng ta mình cùng xem nha. Rồi, cây số 9 này em bán với giá là 560.000 nha cả nhà. Em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha. Rồi, cây cúc tư long mã số 9 giá 560 bao ship luôn. Rồi, đó chính là các cái mai cúc tư long bên vườn mai của chiếc chè bông. Ai thích thì xin hãy liên hệ trực tiếp bên vườn mai nhà em nha. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi ạ.